Quốc Anh chào tất cả các bạn đang dõi theo kênh Trị liệu tâm trí và cân bằng năng lượng. Để thu hút bất cứ điều gì bạn mong muốn, hay đặt bản thân vào năng lượng của những gì bạn muốn trải nghiệm. Cảm thấy như thể bất cứ điều gì bạn muốn đã xảy ra. Tại thời điểm này, bạn là tổng của tất cả các hành động, suy nghĩ và cảm xúc mà bạn đã có cho đến nay. Để thay đổi thực tế của bạn, bạn phải hành động như những gì bạn mong muốn đã ở đây. Ví dụ, với tin nhắn của bạn, hãy thử tưởng tượng bạn sẽ cảm thấy thế nào khi nghe âm báo tin nhắn đó? Bạn sẽ nghĩ sao? Bạn sẽ phản ứng như thế nào? Đưa bản thân đến với tư duy đó, sẽ gắn kết năng lượng của bạn với sự kiện mà bạn đang cố gắng thể hiện. Bạn có thể thực hành thiền định. Thiền là một phần quan trọng của quá trình biểu hiện. Khi bạn ở trong trạng thái thiền định, bạn bình tĩnh thư giãn và ở trạng thái sống não phù hợp để thu hút mong muốn của bạn trên hết bạn sẽ cảm nhận được mối liên hệ mạnh mẽ với thần thánh bên trong mình điều này sẽ khiến bạn dễ dàng cảm thấy mình có thể biến bất cứ điều gì thành hiện thực nhưng thiền không chỉ quan trọng trong quá trình biểu hiện tích cực khi bạn cảm thấy lo lắng hoặc buồn bã thiền có thể giúp kéo bạn ra khỏi suy nghĩ đó và nâng cao sự rung động của bạn gần như ngay lập tức đây là một công cụ quan trọng vì năng lượng của bạn trong suốt cả ngày sẽ là yếu tố tạo nên hoặc phá vỡ giữa biểu hiện thành công và thất bại lòng biết ơn có lẽ là một trong những phần quan trọng nhất của luật hấp dẫn lòng biết ơn là năng lượng cao nhất lý tưởng để thu hút những gì bạn muốn hãy dành chút thời gian mỗi ngày để trân trọng những gì bạn đang có trong cuộc sống điều này có thể đơn giản như đánh giá cao ly cà phê trên tay hoặc tấm chăn mềm trên giường của bạn. Một nhược ký về lòng biết ơn có thể rất hữu ích với điều đó. Đừng chỉ biết ơn những gì bạn đã có, mà còn cả những gì bạn đang biểu hiện. Buông bỏ con người cũ của bạn là cách duy nhất để vươn lên bằng tiềm năng của bạn. Những kiểu suy nghĩ cũ đang kìm hãm bạn, ngăn cản bạn nhận ra biểu hiện của mình. Chấp nhận rằng điều duy nhất bạn cần làm là cho rằng mong muốn của bạn đã trở thành hiện thực bạn không cần phải hiểu một cách hợp lý cách nó hoạt động phân tích và tìm hiểu sâu về cách thức hoạt động của kỹ thuật kỳ diệu này sẽ chỉ khiến bạn mất tập trung khỏi mục tiêu thực sự của mình đừng ép bản thân phải luôn cảm thấy tốt khi có điều gì đó xảy ra hoặc đơn giản là bạn không có một ngày tuyệt vời nhất hãy để bản thân cảm nhận tất cả chuyển cảm xúc của bạn thành chuyển động nghệ thuật hoặc bất cứ điều gì khác và cố gắng để chúng trải qua bạn Bằng cách này, bạn có thể giải phóng tất cả những cảm giác này mà không phải kìm nén chúng, tạo khoảng trống để sau đó tập trung vào ham muốn của bạn một lần nữa. Đừng đánh bài bản thân khi nghi ngờ. Khi bạn thấy mình nghi ngờ toàn bộ quá trình này, vì về mặt logic, đừng lo lắng. Hãy chọn xem những nghi ngờ của bạn như một lời nhắc nhở, để bạn sớm quay trở lại cảm giác biết ơn vì những gì sẽ xảy ra. Bằng cách đó, sự nghi ngờ của bạn có thể trở thành công cụ, để khẳng định lại mong muốn của bạn đừng cho rằng nó không thành công chỉ vì đã lâu không có một tin nhắn văn bản hoặc bạn nghe một số tin tức có vẻ trái ngược với biểu hiện của bạn đừng bỏ cuộc đây là thời điểm quan trọng nó giống như vũ trụ đang kiểm tra bạn hỏi bạn rằng bạn có thực sự tin vào tôi hay không thông thường những lúc tuyệt vọng này xảy ra ngay trước khi mong muốn của bạn trở thành hiện thực khi bạn cảm thấy thất vọng nhất đó là lúc bạn tin tưởng mạnh mẽ hơn bao giờ hết khẳng định lại mong muốn của bạn và sẵn sàng đón nhận đừng mơ hồ khi yêu cầu những gì bạn muốn khi thể hiện điều gì đó bạn sẽ cần phải hiểu rõ ràng nhất có thể về những gì bạn muốn mục tiêu của bạn cần phải cụ thể yêu cầu một tin nhắn văn bản là quá mơ hồ bạn cần phải tìm hiểu chi tiết về những gì bạn muốn đó là cách duy nhất mà vũ trụ có thể thực sự mang lại điều bạn mong muốn sau đây Quốc gắng chia sẻ với các bạn năm bước bạn cần làm ngay bây giờ để biểu hiện một người nào đó nhắn tin cho bạn. Điều thứ nhất, làm rõ. Bước đầu tiên trong bất kỳ thực hành biểu hiện nào là làm rõ. Bạn cần nói cho vũ trụ biết chính xác những gì bạn muốn để vũ trụ có thể cung cấp cho bạn. Bạn cần hiểu rõ mình muốn gì để các tín hiệu bạn gửi ra vũ trụ không gây nhầm lẫn. Để có được chính xác những gì bạn muốn, bạn sẽ cần phải tìm hiểu thêm chi tiết. Viết nhật ký biểu hiện và nghĩ về những gì bạn thực sự muốn nhận được viết ra tên của người mà bạn đang thể hiện một tin nhắn văn bản, cũng như nội dung chính xác mà bạn đang cố gắng thu hút. Trong bước này, đừng bỏ sót bất kỳ chi tiết nào, hãy càng cụ thể càng tốt. Bước thứ hai, hình dung. Cảm xúc của bạn thu hút thực tế của bạn và hình dung giúp cảm nhận kết quả của biểu hiện của bạn. Bạn sẽ cần phải đặt mình vào trạng thái cảm thấy chính xác sẽ như thế nào khi một người đặc biệt cuối cùng gửi tin nhắn văn bản đó điều này có thể được thực hiện thông qua nhiều hình dung khác nhau tạo ra hình ảnh tinh thần về viễn cảnh mà bạn đang cố gắng thu hút hình dung người bạn yêu đang gửi tin nhắn cho bạn đầu tiên bạn có thể thử hình dung người mà bạn muốn nhận tin nhắn gửi tin nhắn hãy dành chút thời gian nhắm mắt lại và nghĩ về người ấy người ấy trông như thế nào người ấy đang làm gì bây giờ người ấy ở đâu người ấy ở với ai cố gắng làm cho hình ảnh tinh thần này rõ ràng nhất có thể tập trung vào các cảm giác vật lý trong cơ thể bạn trong khi bạn hình dung một khi bạn có cảm giác rằng hình ảnh tinh thần của mình rất mạnh hãy tưởng tượng họ lấy điện thoại ra khỏi túi khi họ đang nhập hãy biết rằng thư này là thư dành cho bạn hình dung cảm xúc của người này trong suốt quá trình này họ có hào hứng hay không họ có mỉm cười hay không bạn có thể thực hành điều này thường xuyên nếu bạn muốn thời điểm tốt thường là vào ban đêm ngay trước khi chìm vào giấc ngủ hãy hình dung việc nhận văn bản tin nhắn một điều khác mà bạn có thể hình dung là góc nhìn khác bạn nhận được tin nhắn văn bản bắt đầu theo cách tương tự nhắm mắt và hít thở sau lần này bạn là nhân vật chính trong hình dung của bạn tập trung vào những gì bạn đang làm bạn đang ở đâu và những cảm giác thể chất tại thời điểm này của bạn là gì có thể bạn đang ở nhà chuẩn bị bữa trưa cảm nhận sự ấm áp của căn hộ của bạn bây giờ hãy tưởng tượng bạn đang nghe âm thanh của một tin nhắn mới trên điện thoại của bạn cố gắng làm cho nó thực tế tưởng tượng ra nhạc chuông chính xác mà điện thoại của bạn tạo ra khi nhận được tin nhắn bạn có thể thực sự sáng tạo ở đây đọc thông điệp của người ấy và tập trung vào cảm giác của bạn bạn có hạnh phúc không bạn có bị kích thích không bạn có cồn cào trong bụng hay không hãy để những cảm xúc này tích tụ và rửa sạch trong bạn bạn có thể chuyển sang hình dung này bất cứ khi nào bạn cảm thấy thích điều thứ ba giới hạn niềm tin bước tiếp theo bạn cần thực hiện có lẽ sẽ là bước ít thú vị nhất những trở ngại trên con đường biểu hiện của chúng ta đôi khi là hạn chế niềm tin giới hạn niềm tin là những niềm tin tiêu cực mà bạn mang trong mình một cách có ý thức hoặc tiềm thức chúng khiến cuộc sống của bạn trở nên căng thẳng khiến bạn cảm thấy mình không thực sự xứng đáng với những gì bạn mong muốn như bạn có thể tưởng tượng điều đó rõ ràng cản trở một biểu hiện thành công những niềm tin này có thể bắt nguồn từ thời thơ ấu hoặc từ những sự kiện trong quá khứ đã để lại dấu ấn trong lòng tự trọng của bạn nếu bạn không chắc những niềm tin giới hạn này có thể là gì thì đây là một số điều có thể khiến bạn không nhận được tin nhắn văn bản đó tôi không xứng đáng được yêu người ấy không muốn bất cứ điều gì liên quan đến tôi tình yêu không dành cho tôi tôi không thể đạt được những gì tôi muốn người ấy sẽ từ chối tôi đây là niềm tin giới hạn của bạn bộ não của bạn đang cố gắng bảo vệ bạn khỏi bị tổn thương do những điều đã xảy ra trong quá khứ của bạn để những niềm tin này qua đi bạn cần nhận ra rằng quá khứ đã qua lấy lại sức mạnh của chính bạn và nhận ra rằng bạn có thể quyết định những niềm tin mà bạn giữ vững trong tâm trí mình điều thứ tư sử dụng những câu khẳng định tích cực những câu thần chú tích cực bước này không chỉ giúp phá hủy niềm tin hạn chế của bạn mà còn đưa biểu hiện của bạn tiến triển nhanh chóng những câu khẳng định tích cực những câu thần chú tích cực có thể được sử dụng để thay thế những suy nghĩ tiêu cực bằng những suy nghĩ tích cực hơn hãy nói chúng với chính bạn bất cứ khi nào bạn cần có vô số những lời khẳng định tích cực để bạn lựa chọn và bạn cũng có thể viết lời khẳng định của riêng mình để chúng cộng hưởng với bạn nhiều hơn sau đây là một số ví dụ tôi xứng đáng được yêu thương và quý mến tôi đang nhận được tình yêu Tôi yêu bản thân mình. Tôi xứng đáng với một mối quan hệ yêu đương. Tôi cho phép vũ trụ giúp tôi tìm thấy tình yêu. Tự nhiên tôi thấy tình yêu ở khắp mọi nơi. Tôi là người đáng yêu. Tôi biết ơn tình yêu trong cuộc đời tôi. Tôi kết nối với những người khác một cách dễ dàng. Bước thứ năm. Thường xuyên lo lắng về việc biểu hiện của bạn có hiệu quả hay không sẽ không mang lại lợi ích gì cho bạn. Hãy bỏ qua bất kỳ kỳ vọng nào về thời gian, địa điểm hoặc cách thức mà mong muốn của bạn sẽ biểu hiện. Hãy kiên nhẫn và tin tưởng vào vũ trụ. Quá trình này có thể mất vài giờ, vài ngày, hoặc vài tuần. Nhưng bất kể trường hợp nào xảy ra với bạn, đừng bỏ cuộc. Hãy tiếp tục hình dung và sử dụng những lời khẳng định của bạn và tự hang ngủi bản thân rằng tất cả những gì bạn còn phải làm là nhận được. Điều quan trọng là bạn phải tuân theo kế hoạch này, đặc biệt là những việc nên làm và không nên làm. Bạn không cần phải hiểu luật hấp dẫn để nó hoạt động, nhưng bạn cần phải tin vào nó hãy để bản thân thỏa sức sáng tạo với việc tưởng tượng ra viễn cảnh trong mơ của bạn và cảm nhận tất cả những cảm xúc tốt đẹp đi kèm với điều đó bạn xứng đáng với bất kỳ điều gì bạn đặt tâm trí vào và điều quan trọng cần lưu ý là bạn không cần biểu hiện để họ nhắn tin cho bạn chỉ đơn giản là chính mình thôi là đã đủ tuyệt vời để bất cứ ai cũng muốn ở gần bạn ngay từ đầu lấy lại sức mạnh cá nhân của bạn và nhận ra bạn tuyệt vời như thế nào thông qua chủ đề của video lần này Quốc Anh hy vọng rằng đã mang đến cho tất cả chúng ta nguồn năng lượng tích cực và những thông tin hữu ích. Các bạn có thể chia sẻ trải nghiệm và kinh nghiệm của các bạn bên dưới video. Đó là cách mà tất cả chúng ta cùng nhau cộng hưởng để làm cho cuộc sống trở nên tốt đẹp hơn. Ngoài ra các bạn có thể kết nối trực tiếp với Quốc Anh qua số điện thoại Zalo Quốc Anh chia sẻ bên dưới mỗi video. Quốc Anh chúc tất cả các bạn thật nhiều sức khỏe và may mắn. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại.